Như thế các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập 3 về vẽ và mô phỏng mô đun ma dạng phím với đầu 4 led 7 đoạn theo yêu cầu của đề bài. Thì đầu tiên mình xin vẽ cái mặt. Đầu tiên mình sẽ dùng con bit 18F4550. Mình tiến hành nối mặt reset cho con bit. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng con IC74573 làm IC chốt để điều khiển led led 7 đoạn. Thì mình sẽ nối chân RD2, RD7 và chân RD1 sẽ nối với chân LE và chân OE sẽ nối xuống mát, và các ngõ ra của IC74573 từ Q2 đến Q7 thì nối có các ký hiệu tương tự như hình vẽ. Rồi thì sử dụng con IC tiếp theo, đó là con IC này mình nối tương tự như con IC đầu tiên, và chân RD0 nối chân LE và chân OE nối xuống mát, và các ngõ ra từ Q4 đến Q5 có ký hiệu như sau để điều khiển led đơn. Con IC này mình không quan tâm nữa. Rồi thì bốn con mình sử dụng con bốn con IC 74595 để mở rộng bọt điều khiển led 7 đoạn. Thì đối với con này thì mình cũng nối tương tự như con đối với con led đơn, thì vẫn nối từ chân số 10 đến số 13 thì nối song song lại nhau, và chân số 9 cũng biết là số thấp, nối số 14 cũng biết con IC có đồng số cao. Thì các chân R, chân số 13 là ký hiệu là J ma trận, chân số 12 là JSK ma trận, chân số 11 là chân SK, chân số 14 là SD0. Và chân này sẽ nối chân số 10 nó master, chân số 10 là chân master reset, nhưng mà mình không reset thì mình sẽ nối nguồn. Và chân số 12 và 13 thì sẽ nối bình trường kéo lên. Và các ngõ ra thì được nối với các đầu vào của led 7 đoạn. Thì đối với led 7 đoạn thì cái con led nào có trọng con led đò led bên trái tận cùng bên trái sẽ được nối với đầu ra của con IC có trọng số thấp, và đầu vào bên phải thì con nối với IC có trọng số cao. Ở đây mình xin vẽ về cái mặt bàn phím bàn ma trận. Thì bàn phím ma trận này nó gồm có 16 4 x 4 và 16 nút nhấn. Thì cái nút nhấn này thì mình sẽ nối song song lại với nhau, hàng theo hàng, cột theo cột. Rồi, thì tiếp theo mình sử dụng con IC 74138 để giải mã. Thì cái con IC 74138 này sẽ giải mã từ 3 sang 8, từ 3 đường sang 8 đường, mà cái này thì có 4 đường thì mình sẽ sử dụng 4 ngõ ra và 2 ngõ vào. Từ 2 sang 4, và cái chân còn lại không sử dụng sẽ nối xuống mát. Chân R, chân E thì sẽ nối RB6, chân B nối RB7. Từ chân E1 đến E3 thì mình sẽ nối như hình vẽ. Rồi đối với các hàng thì mình sẽ nối như sau, chúng nối nối với một cái nút nhấn để điều kết xuống mát. Và bên thì các nút các hàng từ 0 đến 3 thì mình sẽ nối tương ứng với là RB5 đến RB2, và bao gồm các con led được nối như thế này để khi mình nhấn thì nhấn phím thì nó sẽ sáng con led này lên. Rồi mình đã hoàn chỉnh cái mạch gồm có led 7 đoạn và ba chọn phím. Thì tiếp theo thì đó là phần code. Code thì đầu tiên mình phải thay với thư viện. Mình sử dụng thư viện, hai thư viện đó là BitKit2 Ship1 và thư viện BitKit2 khi 4x4138. Thì cũng khai báo, đầu tiên thì cũng khai báo về cái mã phím, các mã phím và y. Đối với này á, thì để hiển thị cái dấu gạch này á, thì mình phải giải mã theo mã led 7 đoạn của mã head của led 7 đoạn ai nói chung. Thì đối với led 7 đoạn nói chung cái dấu gạch nó thì tương ứng là 0x BF. Mình sẽ khai báo cái mảng gồm 4 phần tử là 0x B, 4 phần tử 0x BF này, để khi đó mình sẽ xuất ra 4 sẽ dùng hàm xuất ra ra led 4 led ma trận, thì sẽ gọi cái mảng này lên thì nó sẽ xuất hiện xuất ra cái led xuất ra 4 dấu gạch ngang, 4 dấu gạch xuất ra 4 dấu gạch ngang để lên led 7 đoạn. Rồi. Tiếp theo trong vòng qua chu. Qua chu thì mình sẽ gọi cái hàm khi 4x4 này lên để gắn vào mã phím. Mà nếu như mã phím được nhấn thì sẽ chạy dòng for.
Cái dòng for này á, ví dụ như y sẽ bằng 1 đi, y sẽ bằng 1 thì sẽ thì cái mảng giá trị của mảng ở vị trí thứ không sẽ được kén vào giá trị của mảng ở vị trí thứ nhất. Và tương tự như là mảng ở vị trí thứ hai sẽ kén vào mảng ở vị giá trị mảng ở vị trí thứ ba. Rồi thì xong cái lệnh for này á thì mình thì có cái hàm này, có cái lệnh này như sau, giải thích như sau. Tức là cái mảng mảng không này sẽ cái mã phím sẽ được gắn cho mảng không, và khi mình nhấn nút thì cái mảng không này á nó sẽ được dịch chuyển vào bên trong, tức là y cái mảng thứ không sẽ được gắn cho mảng một, giá trị mảng thứ nhất, và cái giá trị mảng thứ nhất sẽ được gắn dịch chuyển vào bên trong là thứ hai. Rồi thì cái lệnh em này sẽ khi mỗi lần nhấn sẽ thực hiện một dòng for để gắn cái mã không này dịch chuyển vào bên trong. Rồi thì cuối cùng thì mình sẽ xuất ra cái mảng mà được dịch chuyển. Rồi thì mình tiến hành biên dịch nạp code và mô phỏng. Mình mô phỏng nè. Rồi. Đó, thì đầu tiên nó sẽ xuất ra bốn dấu gạch. Mình nhấn phím là phím 0 này. Rồi hiển thị số 0. Số 4. Hiển thị số 4 đó. Số 8. Rồi cái này do mô phỏng không đáp ứng. Rồi mình sẽ nhấn số 1 nè. Đó, số 1. Số 4. Rồi, quá trình mô phỏng này là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.